Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 14 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi ngày thứ tư này cho thấy sự xuất hiện của tam hợp cục trong hôm nay báo hiệu người tuổi Tý sẽ đón nhận một ngày đầy may mắn khi chẳng những tình duyên vượng sắc mà tài lộc còn rất rủng rỉnh. Về phương diện tình cảm, đôi lứa ngày càng mặn nồng, dù trải qua không ít khó khăn trở ngại cũng chẳng thể ngăn được trái tim hai bạn đang hướng về nhau. Người độc thân dễ gặp được tình yêu của đời mình, có thể đó là người ở bên bạn đã lâu, dõi theo từng bước trưởng thành của con giáp này. Bên cạnh đó, trong ngày cùng gặp được chính tài nhập cục, đường tài lộc ổn định vững vàng là điều mà những chú chuột cảm thấy vô cùng an tâm. Bản mệnh có thu nhập từ công việc chính, không phải lo lắng về những vấn đề cơm áo gạo tiền thường nhật. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim. Có quý nhân giúp đỡ hoặc có vận may về công ăn việc làm, tài lộc nhưng không nên khai triển thêm sẽ gặp điều bất lợi. Giao thiệp với người khác phái đem lại điểm tốt cho mình. Có tin vui của người thân hoặc bè bạn. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy. Có cuộc vui, cuộc đi ngắn, không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, gia đạo cần phải lo toan. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc rất dễ xảy ra những chuyện trái ý, phật lòng hoặc gặp rủi ro, tai nạn, tin xấu. Nếu không sẽ là ngày nên cẩn trọng về sức khỏe. Cần giới hạn mọi việc để tránh những chuyện phiền lòng, thất bại. Tuy nhiên cũng có tin tức ở xa, có tài lộc hoặc quà cáp do vấn đề tình cảm, ân nghĩa hoặc được ăn uống. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ. Đề phòng mọi rủi ro, bất chắc, ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả. Tài lộc tuy có nhưng chậm và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ, có tin xa, có người đi xa. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng, không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc, tình cảm, lẫn gia đạo. Tuy nhiên nếu những gì đã có sự hẹn ước hoặc đã có kỳ hạn thì hãy làm cho xong. Tâm tình bất an, sức khỏe không tốt, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Con số may mắn, 1, 3. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ tư này vận trình tử vi cho thấy, cục diện Thìn Sửu tương phá là điểm báo có vận tiểu nhân xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Sửu. Bạn có một ngày làm việc khó khăn, suy nghĩ quá nhiều, cứ lo lắng cho người này người khác rồi lại buồn tủi phận mình khi bị hiểu lầm vô căn cứ. Lại thêm, kiếp tài ngáng trở, những chú trâu dễ đưa ra những lựa chọn sai lầm khi có kẻ tìm cách phá bạn cho bằng được. Để rồi chính bạn sẽ phải tìm cách để sửa sai những việc mình đã gây ra, song tiền bạc mất đi thì chẳng thể lấy lại được. Ngày này cũng có thổ khí vượng báo hiệu những sa sút trong sức khỏe của tuổi Sửu. Bản mệnh nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Khó khăn trước mắt là điều ai cũng thấy, nhưng đừng vì thế mà làm hại thân mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Dù có gặp chuyện vui cũng không nên đi quá giới hạn sẽ đưa tới hậu quả xấu. Chuyện tình cảm không nên có sự cưỡng cầu vì chưa phải lúc để nói hết lòng mình. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến rất bận rộn phải lo toan. Đề phòng có sự trở ngại, gặp rủi ro hoặc có sự bất đồng ý kiến, kích bác. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Ngày có rất nhiều công việc đến cần phải giải quyết hoặc nhận được nhiều tin tức, nên dễ có sự bỏ dở nửa chừng để lo những công việc cần thiết. Không nên hấp tấp quyết định, mọi việc đều phải có sự nhẫn nại chờ đợi. Có người đến hỏi ý kiến hoặc nhờ vả, có tin xa. Nên cẩn trọng về di chuyển, đi lại, sử dụng xe cộ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Chớ nên vội vã kết luận khi nhận được tin hoặc có sự lo âu. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc phải chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ, khi bắt tay vào việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng.
Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Hãy mạnh dạn tiến hành, hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại, dù có gặp khó khăn, cản trở. Mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm tình bất an, nên tránh chuyện tranh cãi, thị phi. Có tin buồn, nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng, tiền của sự đáo hạn, hoặc chỉ là lộc ăn, quà nhỏ. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Chớ nên vội vã kết luận khi nhận được tin hoặc có sự lo âu. Nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thực hiện những việc đã đến hạn kỳ. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự cháo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng. Con số may mắn, 2, 7. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Thứ tư này, cục diện tam hội xuất hiện, cho thấy đây là một ngày mà các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dần đều rất hài hòa và tốt đẹp. Thời điểm này rất thích hợp để bản mệnh tiến hành các cuộc đàm phán, tương tác và trao đổi, đừng bỏ lỡ những cơ hội của mình. Tuy nhiên, vận trình trong ngày cũng gặp thiên quan chiếu mệnh, có thể sẽ gây ra một vài trở ngại mà những chú hổ chẳng thể nào tránh được. Cách duy nhất để bạn có một ngày vui vẻ, dễ chịu chính là gạt bỏ những điều tiêu cực khỏi cuộc sống của mình và nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, tích cực. Ngày này cũng gặp một khắc thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Vợ chồng cần chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống, đừng nghĩ rằng người ấy không hiểu mình rồi giữ mọi chuyện trong lòng. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Không nên nóng tính hoặc hấp tấp vội vàng khi đối đầu với trở lực, thách thức, vì sự trắc trở còn dài. Nếu là người kinh doanh thì nên uốn mình theo hoàn cảnh thì mới có lợi. Nếu là người quan chức thì không nên sợ hãi trước mọi trở lực, nên mạnh tay thay đổi nội bộ, trước khó sau dễ. Hãy bỏ qua mọi chuyện thị phi, đàm tiếu, những áp lực mới có kết quả. Tuy nhiên tất cả các việc có dính líu đến giấy tờ văn tự, chữ viết, thảo đơn đều phải hết sức cẩn trọng. Chỉ nên là một dự thảo, ngay cả quý nhân của mình nếu có cũng không đủ khả năng ứng phó, hoặc chính họ cũng đang gặp nhiều trở ngại. Không nên cầu tài lớn lao. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc hãy để tự nhiên, không nên manh động thì đỡ xấu. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến, tâm tình, sức khỏe bất an, có tin vui ở xa, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Có người mang tin đến, có tin buồn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, sức khỏe không tốt, tài lộc trung bình, cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Cẩn trọng về tiền bạc, do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Có khách, bè bạn đến, hoặc nhận được tin tức của họ. Có tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc, hay tiền bạc ở quá khứ cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình. Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Có người mang tin đến, có tin buồn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, sức khỏe không được tốt, đề phòng rủi ro, tai nạn, cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Tài lộc trung bình. Con số may mắn, 4, 8. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Cục diện Thìn Mão tương hại, nhắc nhở người tuổi Mão cần chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở trong ngày hôm nay. Bạn có thể vấp phải không ít khó khăn bởi những lời nói đặt điều, không chính xác về bản thân. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu trong sạch thì không cần phải lo lắng về những lời đàm tiếu đó bởi sẽ có ngày bạn được trả lại công bằng cho mình.
Và ngày thứ tư này với tuổi Mão, nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bản tính bốc đồng và không biết kiêng nể ai sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán với mọi người. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người xung quanh hơn. Cộng thêm trong ngày này cũng gặp một thổ xung khắc, nhắc nhở con giáp này nên xem lại vấn đề tiền bạc, do không biết quản lý tài chính thì bạn sẽ rơi vào vòng rắc rối một cách không mong muốn. Đừng chi tiêu nhiều quá mức mà bạn kiếm được, nếu không bạn sẽ luôn luôn là một kẻ thiếu thốn tiền bạc. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn không nên chần chờ mà hãy cố gắng giải quyết. Đã đến lúc cần phải thay đổi mọi việc cũng như tình cảm. Tài lộc bình thường, không nên mưu tính, không tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Chớ nên vì vấn đề tình cảm mà giải quyết mọi công việc dễ mất uy tín và gặp sự thiệt thòi. Cẩn trọng về sức khỏe. Mọi việc không nên tham cầu, có hại. Tất cả chỉ nên ở mức bình thường là tốt. Có tin tức, quý nhân nếu có là người khác phái, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ. Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, phá ngang, ngồi lâu có hại. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi, coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, làm trong sự miễn cưỡng. Tài lộc trung bình, hoặc có quý nhân giúp đỡ. Ngày có đám tiệc, hoặc có thêm người. Có tin vui, hỷ sự. Có tin tức về việc làm ăn. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. Con số may mắn, 2, 9. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi ngày thứ tư này cho thấy, cục diện Thìn Thìn tự hình, dường như người tuổi Thìn đang quá tự tin vào năng lực của mình. Điều này khiến bạn chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mà không đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ thấu đáo. Với bạn tuổi Thìn, đừng lúc nào cũng ép người khác làm theo ý mình, khi chính bạn cũng chẳng muốn ai ép buộc mình. Bạn nên nghĩ thoáng mọi chuyện ra, vì có thể bạn đang tự giới hạn bản thân bằng những suy nghĩ còn con, không đáng chút nào. Lại thêm tỷ kiên độ mệnh, còn mang đến sự bất hòa của người tuổi Thìn với bạn bè, người thân, đồng nghiệp trong ngày này. Chớ nóng giận quá mất khôn, bạn có thể giận và tỏ thái độ không đồng ý chứ đừng nên làm quá mọi chuyện lên, khiến tình hình trở nên căng thẳng, mệt mỏi hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, có tin tức của người nữ ở phương xa, nên nhu thuận hòa hoãn trong sự tranh luận, bàn thảo, nhưng cũng không nên theo ý kiến của họ. Không nên tiến hành hoặc giải quyết ngay vì trước mặt còn nhiều khó khăn, trắc trở, hoặc vấn đề chưa có sự thỏa thuận êm đẹp trọn vẹn. Nên ngồi tại chỗ chờ thêm tin tức mới. Chi dụng tiền bạc cho khéo léo, dễ hao tài, nên hoàn trả nợ nần, tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết, hoặc nên bán đi những gì không còn cần thiết. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện, có tin xa, nên thu vén công việc, và cũng không nên quyết định những công việc lớn, trọng đại. Tâm tình bất an, nên tìm gặp quý nhân, tốt hơn là nên nghỉ ngơi, chờ đợi, tài lộc trung bình, hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện, chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa, nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẽ thêm thì bất lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, không nên ôm đồm công việc. Hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết.
Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, tuy nhiên cũng có được cơ hội để giải trừ. Nếu không phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi, có tin xa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. Nên dè dặt trong mọi chuyện, chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa, nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẽ thêm thì bất lợi. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, trong ngày thứ tư này, người tuổi Tỵ có thể thỏa thích thể hiện khả năng sáng tạo và sự tự tin của bản thân khi có thiên ấn trợ mệnh. Nếu có ý kiến gì hay ho bạn nên mạnh dạn đề xuất hoặc có thể bắt tay vào tiến hành để biến chúng thành hiện thực. Với bạn tuổi Tỵ, bạn sẽ không biết khả năng của mình tới đâu cho tới khi bạn thực hành và điều chỉnh chúng cho đến khi kết quả cuối cùng. Còn nếu chỉ giữ suy nghĩ trong đầu, bạn sẽ không bao giờ tiến bộ được. Vận trình ngày này cũng gặp được hỏa sinh thổ là tín hiệu tốt về tiền bạc mang lại cho bạn động lực trong ngày này, khi bạn có thể gặt hái được nhiều thành quả giá trị từ những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua. Đây cũng là ngày để nắm bắt lấy cơ hội mà bạn có trong công việc, nhờ thế bạn sẽ thấy những nấc thang mới trong sự nghiệp đấy. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh Hỏa. Đã đến lúc cần phải mạnh dạn lên tiếng hoặc phải thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng có khó khăn trước mặt. Ngày có sự hao tốn về sửa chữa, mua sắm, có tin tốt về chuyện tình cảm, giao thiệp, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh Thổ. Nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Có sự trắc trở khó khăn, hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên làm việc bình thường, có tin xa, hao tốn tài lộc cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu, giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn, nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc, có tin xa hoặc có khách, ngày có sự hao tốn về tài lộc cho những dịch vụ định kỳ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Tốt hơn nên noi theo lối cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt, có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc, chuyện tình cảm. Tình duyên thoải mái vui tươi, tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh Thủy. Có tin xa, mọi việc nên mạnh dạn và tiến hành mới có thể vượt qua được khó khăn hiện tại. Nếu không như vậy thì công việc sẽ không có kết quả, bị đứng chừng, bế tắc. Kết quả còn xa. Con số may mắn, 6, 9. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Thứ tư này tử vi cho thấy, chính ấn nhập mệnh cho thấy tuổi Ngọ sẽ có một ngày đầy những thành công trong công việc. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao vì những thành tích mình đạt được. Thời điểm này, bạn hoàn toàn có thể tự hào về những gì mình đã và đang làm. Với bạn tuổi Ngọ có khả năng thăng tiến trong ngày hôm nay của bản mệnh cũng khá cao. Tuổi Ngọ hãy tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa. Liệu bạn có phải con giáp kiên định, dù gặp phong ba cũng không quên lý tưởng. Ngũ hành tương sinh, báo hiệu trong ngày thứ tư này, đường tình duyên của con giáp này trong ngày hôm nay khá tốt. Bạn có thể sẽ được người ấy tạo cho sự bất ngờ vui vẻ để giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống, quả là người tâm lý. Bạn cảm thấy cuộc đời thật may mắn vì có người ấy ở bên. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim. Cần tránh người muốn đem tâm tình, kết bạn với mình. Đừng mong tin xa, nên thu xếp vén khéo công việc. Có tin tức buồn vui lẫn lộn. Nếu có được mời ăn uống dự tiệc thì cũng không vừa ý hoặc phải có sự hao tốn. Ngày gặp những người có chuyện đau buồn, thua lỗ, đau ốm đến với mình. Tránh mọi chuyện thị phi, bị kích bác, cẩn trọng khi đi đường. Nếu không gặp rủi ro thì cũng không có ích lợi. Cầu tài lộc không có lợi. Tử vi tuổi Bính Ngọ,
thuộc mệnh thủy. Có sự tiến thoái lưỡng nan, phân vân khi đương đầu với khó khăn, chuyện buồn. Nên tìm gặp quý nhân và chờ đợi tin tức ở xa. Hoặc vì uy tín mà phải giải quyết những chuyện có sự giao hẹn, đính ước. Nên nhẫn nhịn, có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Nếu không như vậy ngày có nhiều sự trắc trở, rủi ro, sức khỏe không tốt hoặc có chuyện buồn. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Đề phòng sự tráo trở hoặc sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho mình không trở tay kịp. Không nên nghe ý kiến của người khác mà hãy tự mình tìm phương cách giải quyết. Nếu là ngày có sự gặp gỡ thì cuộc vui cũng không vừa ý. Có tin xa, sức khỏe không tốt, nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Ngày không tốt, giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Con số may mắn, 5, 8. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường cam, hồng. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Vận trình thứ tư này đối với tuổi Mùi. Dưới tác động của cục diện tứ hành xung, người tuổi Mùi trở nên bồn chồn, nhấp nhổm nên khó mà chuyên tâm làm việc. Dường như bạn đang ghen tị với thành công của một ai đó nhưng lại không chịu tự thân cố gắng hơn. Mọi việc chỉ tích cực nếu bạn gạt bỏ những cảm xúc này để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó lại thêm kiếp tài xuất hiện, lúc này nhắc nhở người tuổi này không được chủ quan. Bạn cần phải chú ý đến vấn đề liên quan đến tài chính trong hôm nay bởi rắc rối có thể phát sinh từ chính những sai lầm của bạn. Ngày này cũng đang gặp thổ khí vượng, đây là tin xấu về sức khỏe của con giáp này, nhất là những bạn quá bận rộn mà không có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Cường độ làm việc cao có thể gây ra căng thẳng, dễ dẫn đến những bệnh về đường tiêu hóa. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Có sự đi xa, di chuyển quay về nơi chốn cũ. Gặp lại người cũ hoặc nhận được tin tức của họ, có nhiều công việc cần phải giải quyết do có nhiều tin tức mới đem lại. Tài lộc trung bình, hao tài cho nhiều chi phí, di chuyển, mua sắm, quà tặng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày rất dễ hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết, vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại. Cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Khi bắt đầu công việc nên cẩn trọng, hoặc khi đi xa, di chuyển có chuyện không được như ý. Không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu, vì có sự cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp, hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc làm, phương hướng hoặc kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Nhưng không nên tiến hành nhanh vì sẽ có chuyện mới xảy ra khiến phải thay đổi kế hoạch. Gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt, hội họp, hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc, có hỷ sự, hao tốn về di chuyển đi lại, hoặc về xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc. Khi bắt đầu công việc nên cẩn trọng, hoặc khi đi xa, di chuyển có chuyện không được như ý. Không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu, nếu cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp, hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Con số may mắn, 1, 9. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Trong ngày thứ tư này xem tử vi cho thấy,
Thìn thân bán hợp, người tuổi thân có một ngày rực rỡ với tình yêu ngập tràn con tim. Với những người đang gặp rắc rối về tình cảm hay đổ vỡ, đây là ngày hàn gắn cảm xúc, tìm kiếm những điều mới mẻ trong các mối quan hệ. Ngày cát khí lan tràn, đào hoa vượng sắc, thế nên khả năng thành công của con giáp này là rất cao. Bản mệnh biết được mình cần gì, muốn gì và sẵn sàng để bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương. Không những vậy, ngày này với tuổi thân nhờ có thực thần chiếu mệnh mà những chú khỉ còn được nâng cao khả năng ngoại giao, tương tác để dễ bề thành công hơn trong các cuộc đàm phán. Bạn sẽ luôn luôn là một điểm sáng giữa đám đông đấy, đừng ngạc nhiên khi họ tán dương về bạn. Cứ như vậy, bạn chắc chắn sẽ nằm trong top con giáp giàu có vượt bậc nhờ năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận, bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng sẽ có kết quả, nên chấp nhận sự giải quyết tạm thời. Sau này sẽ có sự chuyển biến, có quý nhân. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều chuyện không vui hoặc có sự việc xảy ra không đúng như dự tính, chậm trễ, lỡ hẹn. Mọi việc không nên gấp gáp, vội vã. Đề phòng rủi ro, khẩu thiệt, tranh cãi, gặp tiểu nhân, hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt. Cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Nên tránh mọi chuyện tranh cãi, hoặc đương đầu sẽ không có lợi. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết, hành động mà kết thúc được vấn đề. Vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế. Nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra, tán vào, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Nếu có hợp đồng, ký kết, giao dịch, đầu tư, thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo, hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được cơ hội, vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin tức ở xa. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, một ngày bận rộn, hay lo. Con số may mắn, 4, 8. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Vận trình ngày thứ tư này cho thấy, cục diện Thìn Dậu nhị hợp. Người tuổi Dậu được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên dễ dàng giải quyết được các vấn đề rắc rối tồn đọng bấy lâu. Bạn còn nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Ai cũng muốn kết giao với con giáp này, bởi bạn là người có tính tình hiền lành và biết quan tâm. Ngày này khi bắt tay vào làm công việc gì, con giáp này cũng luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ mang lại kết quả xứng đáng. Cấp trên hẳn cũng đã nhận ra sự quyết tâm của bạn. Tuy nhiên, trong ngày này lại gặp thương quan chiếu mệnh cũng khuyên bản mệnh nên kiềm chế bản tính bướng bỉnh, hiếu thắng của mình lại. Nếu thấy việc mình đang làm vấp phải sự phản đối của nhiều người thì nên bình tĩnh suy xét, không nên tiếp tục khăng khăng theo ý mình. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Việc đến cần phải hết lòng dù có thiếu thốn mọi phương tiện hoặc gặp sự cản trở khó khăn mới vượt qua được. Nếu có người cần sự giúp đỡ của mình cũng nên nhiệt tình sau này sẽ có sự giúp đỡ lại. Có tài lộc chút ít hoặc có niềm vui, lộc ăn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Không nên vội vàng vì có những sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Việc đi lại có sự cản trở hoặc gặp rắc rối. Công việc khó tiến hành cho êm xuôi. Cẩn trọng có sự trách oán, phiền lòng hoặc có tin xấu. Có cuộc vui nhỏ, không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. Không nên hấp tấp, vội vàng. Nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh cãi. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc. Mọi việc không nên hấp tấp,
bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại hoặc có người không vừa ý, có chuyện buồn. Tuy nhiên sẽ có kết quả tốt, nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết. Nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ hoặc có công việc mới. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Không nên hấp tấp, vội vàng, nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh cãi. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc, hoặc có quà tặng, lộc ăn. Con số may mắn, 6, 7. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Vận trình tử vi ngày thứ tư này cho thấy, cục diện Thìn Tuất tương xung, người tuổi Tuất có thể sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay mà không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Đừng vội nản lòng, thay vào đó hãy suy nghĩ tích cực hơn, bạn có thể coi đây là một cơ hội để trau dồi và rèn giũa bản thân. Còn trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải chú ý đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay các buổi tụ tập bạn bè. Hãy nhanh chóng thay đổi trước khi tình cảm đôi bên nguội lạnh sẽ rất khó cứu vãn. Ngày này có thêm thổ khí vượng và đây là điềm báo không tốt liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Thay vì lo lắng và nghĩ ngợi linh tinh thì bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng, bạn có thể cải thiện bằng việc xem phim hài, nghe bản nhạc yêu thích. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng, tình thế xảy ra có nhiều bất lợi cho mình. Cần phải bình tĩnh, có tin buồn về làm ăn cũng như về tình cảm. Quan hệ giữa người có sự tranh chấp, trái ý. Cần phải giữ vững lập trường, có tin không tốt của người thân, quý nhân hoặc bè bạn. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng, tính toán gì cũng hay gặp sự trắc trở khó khăn, chậm trễ, hoặc không biết tính toán nên tiến hay nên thoái. Sự quyết định nên để vào một ngày khác, nên hoàn tất những gì đã có dự tính hoặc đến hạn kỳ. Có tài lộc, có tin buồn, tâm tình bất an. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng, nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin xa, một ngày bận rộn, hay lo, tài lộc trung bình hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng, có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc, hoặc được giao phó. Nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực. Vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng, hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hay thuận theo thời cuộc. Có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn, lời hứa. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng, nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được cơ hội, vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin tức ở xa, có tin buồn, sức khỏe không tốt, một ngày bận rộn, hay lo. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Trong ngày thứ tư này, người tuổi Hợi hôm nay đang có được báo hiệu rất may mắn khi được thiên tài trợ mệnh, thu nhập tăng tiến nhanh chóng. Thậm chí có người còn có thể nhận thêm khoản tiền bất ngờ ở đâu đưa tới. Có thể là khoản đầu tư vốn bạn quên từ lâu nay mang về tiền bạc hoặc việc hợp tác trước đây nay đã thành công. Tài chính đang lúc rủng rỉnh nhưng bản mệnh cũng không nên vì thế mà vội vàng tiêu xài hoang phí và cho rằng đang tự thưởng cho mình. Tiền bạc do bạn vất vả mới kiếm được nên phải trân quý. Đừng vì muốn thể hiện mà tiêu xài quá tay, đến lúc khi cần tiền bạn lại chẳng có được đồng nào. Trái ngược với tín hiệu tích cực về phương diện tài lộc, thì chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Cục diện thủy thổ bất dung, gây ra những việc nảy sinh ngoài ý muốn,
theo thời gian trở thành nút thắt trong lòng hai người nhưng không được tháo gỡ, khiến cả hai cảm thấy rất ngột ngạt trong mối quan hệ này. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Có tin xa, mọi việc nên mạnh dạn và tiến hành mới có thể vượt qua được khó khăn hiện tại. Nếu không như vậy thì công việc sẽ không có kết quả, bị đứng chừng, bế tắc. Kết quả còn xa. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Nên di chuyển, đi xa. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới hoặc có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc. Không nên quá tính toán về chuyện tiền bạc, nếu có thì nên chia sẻ. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên cưỡng cầu, hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại, sẽ có lợi sau này. Có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có. Mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa, tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy. Không nên quá tính toán về chuyện tiền bạc, nếu có thì nên chia sẻ. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu. Hao tài về giao thiệp, ăn uống, giải trí, chữa bệnh. Con số may mắn, 6, 8. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ Tí, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.